kênh Chợ Đầu Mối Mom xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình bán hàng của vợ mình nha quý vị. Chơi đóng cửa là quay phim luôn nè quý vị. Này có thiệt luôn. Ở đây mình có bán cà rốt. Tỷ này mình bán hàng thuộc thì mình bán hàng liên kết với kho nha quý vị. Thì mình bán hàng cái giá đó chung quy ra mình nhìn mình thấy nó cũng ổn quý vị, giá cũng yêu thương. Thì cà rốt này nè. Cà rốt dạng ship này nè quý vị, đẹp. Hàng đẹp nha quý vị. Thì mình bán á là một bịch như vậy á là 90.000 quý vị. Đó. Giá yêu thương luôn. Mình thấy trên chợ người ta bán 100 gì đó quý vị. Còn củ hành tây quý vị. Củ hành tây á mà mình gọt sạch vậy nè quý vị. Đó, mình gọt sạch vậy. Thì củ hành tây là mình bán giá là 12.000 quý vị. Còn nếu mà mua một bao mà chưa gọt, chưa làm sạch đó quý vị là 11.000 một bao 20 kg. Đây nè, ở đây đây nè, mình bán 12.000 nè. Dấp ngã đó, của anh tây 12.000. Là nó rung quy ra đó, là còn trong bao chưa làm cái hệ này, hệ trong bao chưa làm, để mình xem mình đó, trong bao chưa làm nó dơ dơ vậy đó. Thì 11.000 đồng một ký. Nhưng mà xin thưa một bao như vậy nè, nó có một hai củ nó bị nứt, nó hư, nó không phải là nó nứt á, gọi là củ đó mình phải loại quý vị. Thì bán giá 11.000. Còn đã mình là cắt gọt sạch sẽ thì bán giá 12.000. Thì 10 củ như 10 là không có cái củ nào mà nó có vấn đề hết quý vị. 10 củ như 10 là 12.000. Còn quý chị mà muốn 11.000 thì đây, nguyên cái bịch này đây, là mình phải mua một bịch nha quý vị. Còn ở ngoài đây nè, quý khách hàng mua 1 ký mình cũng bán nha quý vị với giá 12.000. Và quý vị mua 50 ký cũng 12.000 đồng ký nha quý vị. Mình bán cái giá là công khai, bán ai cũng vậy, bán ít cũng vậy, bán nhiều cũng vậy quý vị. Là bán tại đây nha quý vị. Quý khách hàng đến nhà mình là mình bán với giá vậy, ai cũng như ai hết, ai mình cũng bán cái giá đó hết. Rồi ngoài ra thì có quán khoai mỡ. Khoai mỡ mình á là nằm chỗ dạng này nha quý vị. Đó, một đống vậy nè. Là hoàn toàn không có nhánh nhiếc gì hết nha quý vị. Nó suông vậy đó. 11.000 đồng một ký. Thì giờ mua một bịch 20 ký này. Thì một bịch là 20 ký thì cũng 11.000 đồng một ký. Mà quý anh chị em đến đây mua một ký mình cũng vui vẻ mình bán với anh chị em 11.000 luôn. Không có nói mà bán sỉ rồi bán lẻ, tại vì mình ngày xưa mình chưa bán hàng á. Rồi họ để bán giá quý vị. Chắc là vô mình mua. Cái đấy, giá đó giá sỉ anh ơi. Ở giá lẻ sao? Nó giá lẻ cái mình xỉu luôn quý vị. Đó, hơi bị bất ngờ quý vị. Còn ở đây là mình bán là công khai. Cái cách mình bán là nó khác. Ai bán sao thì bán, còn mình bán theo cách của mình. Thì mình tương tác mình bán cho quý anh em cộng đồng mạng, rồi quý cô chú anh ủng hộ đến nhà chơi cho biết. Thì khoai mỡ á là mình cứ mua 1 ký cũng bán 11.000, mà 10 ký cũng 11.000, 100 ký cũng 11.000 đồng ký.
cứ vậy mà tính tới có 11.000 đồng ký, tính tới không có mắc nó rẻ gì hết. Còn quý anh chị em mà muốn tới đây giao lưu mời quý anh chị em ly cà phê thì cũng rất rất vui vẻ quý vị. Ở đây là hành tây đó, thì trong bịch vậy đó quý vị. Chút đêm nữa là mình nhập về thêm quý vị. Đây cũng hết rồi, củ hành tây á quý vị. Củ hành tây này á là nó có nguyên túi vậy, là 20 kg, là 11.000 đồng ký. Cứ vậy mình cân lên quý vị, một túi như vậy nè là kiểu như nó bị khô, nó bị nhót đi quý vị. Một túi như vậy á là họ tính mình 20 kg, họ chắc xuống nha quý vị. Họ chắc xuống cứ vậy thôi, tính 20 kg, họ tính như là thiệt vậy quý vị. Đó, trong kho chở ra chắc xuống cho mình cái thứ 20 kg, nhưng thực tế nó có 19 kg, 850 gram, 19 kg, 875 gram, ý nó vậy là nó mất đi 100 mấy 200 gram gì đó quý vị. Nhưng mà cô chú quý anh chị em mà tới mua là mình bỏ lên, mình cân thiếu thì mình bỏ vô thêm cũ, nó cho đủ 20, chứ mình không có bán cái kiểu mà cứ túi vậy mà tính 20 mà mang tội chết. Còn ở kho là tại vì họ nhập kho mà, họ nhập kho rồi họ đưa ra cho mình, họ tính vậy rồi mình cân đối cái là chi phí hao hụt, chi phí điện nước này kia đâu vậy đó, rồi mình tương tác mình bán cái giá nào để cho mình đừng có lỗ, rồi mình có một chút tiền công để mình mua bán nha quý vị. Đó thì tự mình cân đối, chứ còn ta cứ vậy cái dùng cái bật xuống chụp phải mở này cũng vậy quý vị. Quay mở này nè, có hồi á ảnh cân yêu thương lắm, tại vì cái củ quay mở á thì đâu có mà chuẩn quý vị, đâu phải hàng cũ 100 gram, hàng cũ 1 ký nó đúng đâu. Ngồi á hàng cũ 1 ký mấy, hồi 2 ký mấy, 10 củ khoai mỡ thì không củ nào nó bằng cái củ nào á nè, đây nè. Rồi á người ta cân sao mãi được đó, mà nếu á mà người ta bán một ngày người ta bán cả vài 30 tấn á, mà cứ bịch nào người ta cũng dư á, thì vậy là người ta mất đi số nhiều đó, ý vậy đó. Thì người ta cân đối, người ta phải mở đây nè, nhiều khi á có cái 20, có cái trên 20, rồi có cái dưới 20, thì cũng vậy, họ bỏ cái bạch cho họ tính mình 20 kg, nhưng mà thực tế là nó không có đủ. Cái này nữa, đây nữa quý vị, thì tâm sự cho quý bà con cô chú anh chị em cộng đồng mạng nghe để tham khảo là thông cảm. Ê, bịch đây nè, đây cái cân nằm đâu, mình chứng cái cân à, cái cân mình nó hơi phức nằm đây, bảo đảm luôn, bảo đảm luôn không bao giờ được 10 kg nè, bịch 10 kg nè. Wow, anh trời, thằng nó nặng dữ nha. Ô hình mới thấy á, giác 10 kg giác, bỏ xuống coi sao mà này yêu thương dữ à. À tại cái cân mình lệch cái gì à, cái cân mình lệch cả lệch nha quý vị, chỉnh cái cân lại. À cân đủ là chuyện bất ngờ đó nha quý vị. Đây à dạ, họ cũng tính mình 10 kg đó nè, nó yếu miếng nè đó, nó đủ được vậy á là mừng dữ lắm á. Kiểu hà với lại nó có vậy nè, cái hàng nhiều khi mình để ra ngoài ngoài nắng á quý vị, rồi nó thoát nước đi á, nó có nhẹ đi chút xíu, nhưng mà mình bán ở đây á là tuyệt đối cân đủ nha quý vị. Cân ký tính tiền ký, cân ký mốt tính tiền ký mốt. Chứ là còn nói mà để nói bịch này mà tính ta 10 kg nè,
cái cách mình bán không phải vậy. Cứ gan lên đi, một bịch thiếu 10 kg thêm vô cho đủ 10 kg, chứ không có nói là bịch 10 kg là tôi bán bịch đó là 10 kg, là tôi lấy 10 kg tôi bán 10 kg, không phải, không như vậy. Thì mỗi nơi có một cách bán khác nhau. Mình thì dạng xanh sao để muộn cũng mới bán, nhưng mà cách bán của mình thì nó chi tiết, nó rõ ràng vậy. Đồng tiền của người ta bỏ ra 1 kg phải cần đủ 1 kg. Ta mua 1 kg là bán 1 kg, mua 10 kg, mua 10 kg phải đủ 10 kg. Ý mình là vậy quý vị. Thì thông qua cái video này trên màn hình đó, thì có số điện thoại của mình quý vị. Thì mình xin nhắc lại cái giá là củ cải cà rốt này nè là 9.000 đồng 1 kg. Củ hành tây á mà làm sạch á 12.000 đồng 1 kg. Củ hành tây á mà chưa làm thì 11.000 đồng 1 kg, nhưng mà quý anh chị em phải mua hết một bao 20 kg thì mới có giá 11.000 đồng 1 kg. Rồi mình còn bán phay mỡ. Phay mỡ là đây. Thì phay mỡ này á là mua ít hay nhiều gì á, chứ là 1 kg là 11.000 đồng 1 kg. Thông qua cái video này đó, mình cũng muốn bán hàng quý vị. Thì mình thông tin nó rõ ràng cụ thể, thì mong các cô chú anh chị em bên cộng đồng mạng đó ủng hộ. Thì quý anh chị em mà ở dưới nội thành đó, có mua hàng mình đó, thì mình có ship đi nha quý vị. Thì cứ mua là mình ship đi, mà quý anh chị em ở nội thành á thì phải trả tiền ship á, thành ra quý anh chị em mua mà nó 40-50 kg thì nó mới đáng cái tiền ship quý vị. Còn mua mà 5-10 kg mà ship á thì trả tiền ship nó cao quá, rồi mua vậy nó uổng quý vị. Rồi video mình làm đến đây kết thúc quý vị. Video này chủ yếu là mình bán hàng của cái điểm bán hàng của kênh chợ đầu mối Hóc Môn quý vị. Thì kênh chợ đầu mối Hóc Môn á, là bán hàng ở mặt tiền đường quốc lộ 22 quý vị, quên đóng cửa. Thì cũng có rất nhiều video á là mình chia sẻ hình ảnh ở trước của mình là đường xá như thế nào, rồi địa chỉ cụ thể quý vị. Thì giờ cũng tối rồi, mình ra mình quay phim thì cũng không thấy gì, và trên màn hình mình hơn nữa nó cũng còn cái số điện thoại đó quý vị. Số điện thoại đó mình có ghi ở trên cái màn hình video đó. Thì quý anh chị em có đến đây giao lưu mua bán á, thì cứ gọi trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình video là gặp trực tiếp mình quý vị. Rồi mua bán và cái giá ở trên cái video này mình có thông tin nó cụ thể, nó rõ ràng mặt hàng và giá cả nha quý vị. Rồi video đến đây là kết thúc. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.